Xin chào mọi người, mình là Soli. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Vào mùa hè rồi, thời tiết rất là nóng nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 6 mẫu quần short và cách phối đồ của mình đối với những kiểu quần này nha. Giá của những món đồ trong video lần này rất là rẻ, khoảng 100 mấy thôi nên mình nghĩ rất là phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên. Và style mình muốn chia sẻ trong video này rất là casual, rất là basic, trẻ trung và năng động nên mọi người có thể mặc hàng ngày được, đi dạo cũng được. Ok, mình bắt đầu luôn nha. Và mở màn cho video ngày hôm nay là một chiếc quần jean màu xanh sáng như thế này. Đây là một chiếc quần short ống rộng cạp chuông. Đối với thiết kế này thì là chân lý đối với những bạn mà có vùng hông và đùi hơi to vì nó sẽ che được hết. Nói chung đối với những bạn mà có khuyết điểm vùng đùi thì nên chọn những chiếc quần có thiết kế ống rộng như thế này, chứ đừng chọn những chiếc quần mà dáng ôm nha, bởi vì nó sẽ phô ra khuyết điểm của mình đó. Và chiếc quần này cũng có túi hai bên nữa. Đi kèm theo quần thì có một chiếc dây nịt vải như thế này để mọi người có thể thay đổi kiểu mặc, khi nào thích thì đeo vào mà khi nào mệt quá thì thôi. Chất vải của quần này có độ dày vừa phải và khá là mềm nên mình mặc rất là thoáng và phù hợp với mùa hè. Với chiếc quần này thì mình sẽ phối với một chiếc áo crop top màu trắng kiểu như thế này. Đây là kiểu áo hai dây nhưng mà dây của nó là thuộc dây bản to nha mọi người. Mọi người có thể mặc được hai kiểu, một kiểu là nó ở phía trên như thế này, còn kiểu thứ hai là mọi người cho nó ra ở phía bên vai như vậy. Set này thì mình sẽ phối thêm một chiếc áo sơ mi mỏng khoác ở ngoài nữa để che đi phần bắp tay của mình. Điểm nhấn của chiếc áo này là phần cánh tay được may như thế này nè mọi người, kiểu như cánh dơi á, nên mình mặc lên rất là xinh. Còn phụ kiện thì mình sẽ phối với một chiếc túi vải đeo vai dài như thế này và một đôi giày sneaker trắng. Chiếc quần thứ hai cũng là một chiếc quần short ống rộng cạp chuông, nhưng mà phần cạp của nó thì cao hơn và dài hơn phần cạp của chiếc quần lúc nãy. Và ở phía trước này thì có một chiếc dây để mình thắt nơ lại như thế này. Dây này thì để làm kiểng cho đẹp thôi chứ không có rút được nha mọi người. Và màu của quần này là màu kem nên mình rất dễ phối đồ và dễ mặc nữa. Ở phía hai bên quần thì có túi nữa nha mọi người. Chất vải của quần là chất đuổi khô nên mình mặc rất là mát và dễ chịu. Để phối với chiếc quần này thì mình sẽ chọn một chiếc áo thun kiểu basic màu vàng nhạt như thế này. Chất vải của áo là kiểu dạng như thun giấy nên mình mặc rất là mát. Vậy là combo của set này là mát từ trên xuống dưới luôn á mọi người. Và còn phụ kiện thì mình cũng sẽ phối như set lúc nãy thôi, chiếc túi vải này và một đôi sneaker trắng. Tiếp theo là một chiếc quần short kaki màu trắng. Cạp trước của nó thì giống kiểu cạp của quần tây, còn cạp sau là cạp chung nha mọi người, để mình có thể dễ dàng kéo lên kéo xuống á. Và hai bên của quần thì cũng có túi khá là sâu. Chiếc quần này thì mình có thể dễ dàng phối hợp với những chiếc áo khác. Nói chung là tất cả các loại áo nào cũng hợp hết. Nên mọi người sắm cho mình một chiếc như thế này để mặc nha. Vừa dễ phối đồ mà vừa mặc được nhiều hoàn cảnh nữa. Chất vải của quần là chất kaki mềm chứ không phải cứng đơ như các loại kaki khác nên mình mặc lên rất là thoải mái. Và mình sẽ chọn một chiếc áo voan mỏng để mix cùng chiếc quần này. Loại áo voan mỏng như thế này thì đang rất là hot trong mùa hè năm nay luôn á mọi người. Mình thấy nhiều chị Hàn Quốc mặc nhiều lắm, xinh kinh khủng. Mình thích quá nên cũng bon chen theo. Với kiểu áo này thì mọi người nên chọn một chiếc bra bên trong màu trắng hoặc là màu nu như thế này để mặc cùng để khỏi bị lộ nha. Chất vải của áo này mỏng nhẹ nên mặc lên mát rười rượi luôn. Và để outfit này trông vintage một chút thì mình sẽ phối cùng một chiếc mũ cói vành ngang cứng như thế này và một chiếc túi xách màu nâu cùng một đôi dép quai ngang nữa. Tiếp đến là một chiếc quần short ôm duy nhất trong video này. Giá của chiếc quần này mình phải cho nó 10 điểm mọi người ạ. Vì mặc lên tôn dáng kinh khủng và cạp của nó cao nữa nên siêu hách dáng. Và vì cạp nó là cạp cao nên những bạn nào mà có bụng vòng 2 hơi phì nhiêu một chút thì mặc lên sẽ che được hết. Mình thấy thiết kế của quần này thì giống như jean nịt bụng á mọi người, bởi vì ở phía trước của nó thì không có túi như các cái quần khác mà chỉ có túi ở đằng sau thôi nên mình mặc lên siêu siêu đẹp luôn. Chất vải của quần này là chất jean co giãn rất là tốt, đây mọi người nhìn nè, nên mình mặc lên rất là tôn dáng và nó fit body của mình luôn. Mặc lên rất là vừa vặn, đẹp xuất sắc. Vì dáng quần này kiểu hơi sexy nên mình sẽ chọn một chiếc áo sexy không kém để đi kèm. Đó là một chiếc áo dạng yếm có cổ như thế này. Ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc áo này là khi thấy chị Trúc Anh đã từng đóng trong phim Mắt Biếc mặc. Chất vải của áo này là chất dệt kim, cũng không có dày lắm nên mình mặc vào mùa hè sẽ không bị nóng quá. Mình cầm chiếc áo này không biết mọi người có nhìn rõ dáng không, để mình mặc vô thử luôn, mình ướm thử luôn.
áo mặc lên kiểu như vậy á mọi người. Và khi mặc áo này thì mọi người nên mặc áo giãn ngực phía bên trong nha. Và với set này thì mình sẽ phối với một chiếc túi kẹp nách màu đen và một đôi giày sneaker. Và chiếc quần thứ năm là một chiếc quần ống suông rộng luôn. Kiểu quần này thì giống như chiếc quần kaki trắng lúc nãy á mọi người. Phần phía trước là cạp giống như cạp quần tây, còn đằng sau là cạp chuông. Nhưng khác một điều là chất vải của nó là chất linen rất là mềm nhẹ mặc mát, và đằng sau của nó thì có một chiếc túi giả như thế này nữa. Quần này thì có hai màu, màu xanh và màu kem, mình sẽ để link ở phía bên dưới để mọi người tham khảo thêm nha. Mọi người có thể phối quần này với một chiếc áo hai dây bản to, áo sơ mi kiểu hoặc là áo thun thì cũng rất là summer. Và vì quần này là quần màu xanh nên mình sẽ phối cùng một chiếc áo màu xanh luôn, cùng tông màu cho nó tông xịt tông. Áo này là dạng áo quay bo trước ngực kiểu như thế này, nên những bạn nào mà có tâm hồn hơi nhỏ một chút thì mặc trông sẽ nhìn đầy đặn hơn. Và điểm nhấn của chiếc áo này là ở phần phía sau, ở đằng sau thì có một chiếc dây để mình vòng qua cổ từ đằng sau ra ngoài trước, kiểu giống như mình đang đeo choker á mọi người. Và ở phía dưới thì có khoét một vòng tròn như thế này để nhìn kiểu sexy hơn, nhưng mà cũng có chút gì đó retro, mình nghĩ vậy. Và đặc biệt ở chỗ khoét này người ta bỏ thêm một cái khung vào để cho nó giữ cái form vòng tròn không bị mốt méo nè mọi người. Mình thấy nhiều shop cũng có bán kiểu áo tương tự như thế này, nhưng mà người ta không có bỏ thêm cái khung vòng tròn và chất vải nó cũng khác nữa, nên mình nghĩ tiền nào của nấy thôi. Về phụ kiện thì mình sẽ mix set này với một chiếc mũ cối và chiếc túi lưới vải xách tay như thế này, và một đôi dép quay ngang nữa là xong. Và món cuối cùng trong video ngày hôm nay rất là trẻ trung và năng động, đó là một chiếc quần short thun cạp chung như thế này. Kiểu quần này thì mọi người có thể mặc ở nhà hoặc là mặc đi dạo chụp hình thì cũng rất là xinh. Dáng của quần này là dáng quần suông ống rộng, cạp là cạp chung và có dây rút ở phía trước. Dây rút này thì mọi người có thể thắt nơ lại cũng được, hoặc là để như vậy thì cũng không sao. Mùa hè thì không thể nào thiếu được kiểu quần này đúng không mọi người. Và ở phía dưới gấu quần thì người ta may kiểu không vắt sổ như thế này, nên mặc lên trông khá là sành điệu. Với chiếc quần này thì mình sẽ phối cùng với một chiếc áo thun form rộng kiểu dáng basic. Chất vải của áo này khá là mềm mỏng và thấm hút mồ hôi tốt, nên mình mặc vào mùa hè rất là mát. Và với set này thì mình sẽ đi thêm một đôi giày sneaker cùng với một chiếc túi vải nữa là ok. Vậy là video đến đây là hết rồi. Mình hy vọng mọi người thích cách phối đồ của mình. Nếu mọi người thích mình làm video về chủ đề gì thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.